Này hai đứa, các con bây giờ lớn rồi, đi ra ngoài nhìn thấy bác lớn tuổi như thế, bác lại tàn phế. Các con phải ra hỗ trợ bác ấy chứ, ai để bác như thế con. Nào nhanh lên hai đứa ra phụ bác một tay đi. Đấy, các bạn phải giúp đỡ người như thế con ạ. Nhất là những người tàn tật đúng không mẹ? Ừ. Ôi trời. Chú Tú! À, thằng Lan! Chú Tú! Dạo này tên Tư sức khỏe thế nào chú? Chú nó ổn. Thế mày dạo này khỏe không? Mày đang làm gì rồi? Cháu dạo này cầm trường. Khi nào cưới vợ cô? Đấy. Nam Nhi, chớ hỏi chuyện chăn ga gối đệm chú. Thế mấy đứa vào trong nhà uống nước đi. À, bố ơi, bố chúng ta hàng xóm trong chưa bố ơi? Mấy đứa nhỏ vào chơi đây. Tao về ngay đây. Ngồi thở như chỗ chết ngay. Thành phố chúng mày làm gì có thuốc lào chạy to như tao. Hút bằng điếu bát. À, chết, con quên. Năm mới, con lì xì chú với ông bà. Ấy, ông bà thấy chưa, con biết thằng này mà năm nào nó cũng thế mà. Thằng này thì hiếu thảo lắm. Năm nào nó cũng thế, nó mừng tuổi ông bà. À, ông ơi, con lì xì ông ạ. Ông xin nhá. À, bà ơi, dạ con lì xì bà. Bà xin con. À, còn lại của chú, chú Tung. Chú đây, đây của chú Tung ơi. À, chú cũng có à? Ôi giời ơi, chán quá nhỉ, mệt mỏi. Bà làm sao đấy bà? Cháu thấy đấy, bà giờ già rồi, ốm yếu rồi, có làm được gì nữa đâu. Giờ chỉ trông cậy vào ngày Tết thì mấy đồng lì xì các cháu thôi. Ôi bà xanh xao, hết sức sống quá con ơi. Kể ra yêu ơi, suốt đời con sẽ luôn nhớ về. Thêm tiền đi. Ê, bà đừng lo, vấn đề đấy thì con xử lý được, con tưởng gì? Dạ đây ạ, con... con biếu bà thêm một chiếc mặt nạ cấp ẩm nhà Hobiba giúp lấy lại sức sống cho làn da của bà. Ha, không những dành cho làn da thiếu sức sống mà lại còn thích hợp cho những bạn da khô thiếu ẩm. Với thành phần chính là Hara giúp cấp nước tầng sâu cho da. Mà trước khi make up chúng ta đắp một miếng thì không biết mốc nền nó là cái gì luôn. Với mang vải rong biển tự nhiên nên ôm sát mặt, giúp hấp thụ tinh chất dễ hơn. Mà hiện tại lại còn đang được TikTok shop trợ giá nên lại còn nhiều ưu đãi. Mọi người nhanh tay đặt hàng nha. À quên mất còn một lưu ý, đó là đối với những bạn da quá khô thì sẽ bị châm chích chứ không phải là do sản phẩm đâu nha.